Xin chào các bạn, đây là thành phẩm mình vừa mới làm xong ạ, là một loại nước nộm để chúng ta có thể làm chua ngọt các bạn nhé. Khi các bạn có nước nộm chua ngọt này rồi, các bạn có thể cho vào các món nộm và chúng ta không mất công pha nữa. Và để cho cái bí quyết để làm cho món nộm này, nước nộm này nó lổi hết cái phần tỏi ớt lên trên ạ. Và bây giờ mình mời các bạn cùng vào bếp để làm với mình ạ. Đây các bạn, để là pha nước nộm nhé. Thì các bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu như sau cho mình ạ. Nước lọc hay là nước đun sôi để nguội, các bạn cho mình nâng bát này 100ml, mình đã đo rồi, và 100ml nước giấm gạo các bạn nhé. 100g đường và 10g muối hạt. Các bạn cho mình 3 tép tỏi, một quả ớt cay và một quả ớt sừng nhé. Và bây giờ mình sẽ pha chế các nguyên liệu này. Khi các bạn có nước nộm rồi thì các bạn có thể là mình cho vào lộ, mình không phải pha nữa. Các bạn chuẩn bị một cái tô cho mình và mình cho phần nước lọc này, nước giấm gạo này, và các bạn cho mình đường nhé. Đường này mình sẽ hòa tan. Các bạn hòa tan cái hỗn hợp này lên cho mình nhé. Khi các bạn đi ăn mà mua lộm làm sẵn ấy thì thường họ hay có cái túi nước pha sẵn đấy ạ, nước chua ngọt đấy ạ, thì chúng ta có thể dùng nhé. Như thông thường ấy thì họ sẽ không cho chanh các bạn ạ, nhưng mà mình pha ấy thì cho một ít chanh vào nữa thì nó có mùi thơm của chanh, hoặc các bạn có thể thay chanh bằng giấm bằng chanh nhé, đều được hết ạ. Đấy, trong có mùi thơm của giấm, của chanh ạ. Vì mình dùng ấy, để mình pha dần này. Chanh thì nó không thể chua gắt như là giấm. Có một chút chanh vào cái nó sẽ thơm ngay ạ. Các bạn hòa tan đường đi, sau đó mình mới cho muối vào để hòa tan sau. Thế các bạn, khi mình đã hòa tan cái hỗn hợp nước đường giấm và nước lọc nhá, chanh rồi nhá, bây giờ các bạn sẽ cho mình vào đây muối, khoảng 10g muối nhá. Hòa tan cái hỗn hợp muối này lên nữa. Mình dùng đường lâu thì dùng đường trắng thì dùng các bạn nhé, nhưng nhà mình quen dùng đường nâu ấy thì mình cho đường lâu để nó có màu, nó sẽ lâu lâu như này. Các bạn mà đường trắng thì màu nó sẽ không được lâu như thế này nhé. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần hỗn hợp này nghỉ để mình làm phần tỏi và ớt. Tỏi các bạn sẽ đập dập ra cho mình nhé. Băm nhỏ cái phần tỏi ra. Phần ớt sừng, ớt cay đấy các bạn ạ. Mình sẽ bỏ bớt cái phần hạt ớt đi nhé. Gì thế để cho cái phần hạt ớt nó đi. Mình tách ra, các bạn có thể rửa bớt cái phần hạt ớt này đi. Rất là cay luôn, phần hạt, phần ruột.
Mình thái nhỏ cái phần ớt này ra. Cái phần ớt sừng nhá thì các bạn cũng thái nhỏ ra cho mình. Tại sao mình ấy cái phần ớt sừng này nữa? Vì phần ớt sừng này khi mình cho vào nước nộm ấy nó sẽ có màu sắc nhiều. Còn nếu các bạn không cho phần ớt sừng này mà cho toàn ớt cay ấy, thì nó sẽ rất là cay. Thì ớt sừng này nó chỉ hơi cay cay thôi. Và để cho nó có màu sắc đấy ạ. Để nó mình cứ để cả hạt ớt nhé, để cho nó có màu của ớt. Cái hạt này nó không cay, cái phần hạt ớt này thì chúng ta có thể xào đấy ạ. Thái nhỏ ra. Cứ với tỷ lệ như vậy, các bạn mà muốn làm nhiều ấy thì mình cứ nâng tỷ lệ lên như vậy nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ cho vào cái hỗn hợp nước mình đã pha ấy. Tại sao mình không cho luôn từ đầu các bạn ạ? Để cho nó nổi lên trên nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ cho phần tỏi và ớt vào thì nó sẽ nổi lên. Đấy, các bạn thấy chưa? Tỏi ớt sẽ nổi lên. Mình mà cho luôn từ đầu ấy thì nó sẽ bị chìm xuống dưới. Tại sao mà khi họ pha mắm ớt ấy, các bạn lại thấy sau này họ pha này có thể nổi được lên trên như thế mà mình pha lại không nổi được đấy. Đấy, đấy nó cũng là một bí quyết đấy các bạn ạ. Đấy, mắm ớt của chúng ta nổi lên trên và đây là nước chua ngọt mình đã làm xong nộm, để mình đã làm nộm chua ngọt đấy ạ. Các bạn có thể nêm nếm nhé, xem cái độ ngọt chua vừa chưa nhé. Rất là vừa phải, chua ngọt cay mặn. Với nguyên liệu như vậy là các bạn có thể làm nước nộm chua ngọt, để chúng ta có thể làm nộm mà khi chúng ta chỉ cần dưới cái phần nước này lên trên là chúng ta đã có thể có món nộm ngon nhé. Chúc các bạn và gia đình có một loại nộm chua ngọt, nước nộm chua ngọt ngon mà lại khi chúng ta pha ấy, ớt và tỏi nó sẽ nổi lên trên hết như thế này. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Ẩm thực miền quê ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ạ. Khi chả đã được rồi các bạn nhé, mình sẽ lấy ra rất là ngon như thế này. Thì các bạn mình cứ chỉ cần nướng om như này để cho cái phần thịt nó chín nhé, chứ không cần phải là nướng với lửa to ấy.